Công ty Đài Loan chuyên sản xuất các mặt hàng kỹ thuật cao Foxconn vừa loan báo kế hoạch xây một nhà máy ở tiểu bang Wisconsin trong cuộc gặp gỡ Tổng thống Donald Trump tại tòa Bạch Ốc hôm ngày thứ Tư. Ông Trump nói rằng số tiền đầu tư 10 tỷ của Foxconn vào khu vực Đông Nam Wisconsin sẽ tạo ra ít nhất 3.000 việc làm nhưng có thể lên tới 13.000 trong tương lai. Kế hoạch đầu tư này đòi hỏi chính quyền địa phương, tiểu bang và liên bang cung cấp trợ giúp lên tới 3 tỷ Công ty Foxconn được biết đến qua việc sản xuất iPhone, iPad cũng như màn hình phẳng cho máy truyền hình. Theo lời chủ tịch công ty Foxconn là ông Terry Gou cho biết, nước Mỹ hiện không có được một nhà máy sản xuất màn hình phẳng cho các hệ thống máy móc phức tạp. Chúng tôi sẽ thay đổi điều này, khởi sự ngày hôm nay với đầu tư ở Wisconsin. Tổng thống Donald Trump ca ngợi việc đầu tư của Foxconn cho hay điều này phù hợp với nỗ lực của ông nhằm tạo thêm công việc trong ngành lĩnh vực sản xuất ở Mỹ.